Tôi xin kính chào tất cả quý vị sắc tộc của chúng ta ở khắp mọi nơi, và đặc biệt là trong cái đất nước tổ tiên của chúng ta, Việt Nam, hiểu không? Thì trước khi chúng ta bắt đầu vào cái chủ đề vào ngày hôm nay thì chúng ta xin trước hết là tôn vinh chú cha của chúng ta, ca ngợi thờ phụng và yêu thương chỉ mỗi một mình chú cha của chúng ta, anh Bhimagiri, ngày tôi vẫn là tôi. Hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi sẽ là như vậy, đúng không? Và sẽ không bao giờ thay đổi, đúng không? Trong cái chủ đề vào ngày hôm nay á, thì mục đích của cái quyển sách Kinh Thánh của chúng ta thì nó chỉ là một cái câu chuyện về về tất cả sắc tộc của chúng ta trong 12 nhóm của Do Thái, hiểu không? Thì thực tế nó chỉ là như vậy thôi. Hơn nữa thì nó chỉ là cái đạo lý chính thức của chúng ta, hoặc là cái sự giảng dạy chính thức của vua Christ chúng ta, đúng không? Thì chính xác hơn là cái đạo chính thức của tổ tiên chúng ta ngày xưa, đúng không? Như là ông Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Noah, vân vân, đúng không? Thì chỉ là như vậy, đúng không? Thì tôi tóm tắt đó là cái đạo kinh thánh của chúng ta, đúng không? Là cái đạo lý từ trong sách Kinh Thánh của chúng ta, đúng không? Thì tôi tóm tắt là cái đạo Kinh Thánh, đúng không? Thì nó đến từ Kinh Thánh của chúng ta, đúng không? Cho nên giải thích rõ cái điều đó cho quý vị, hiểu không? Thì tôi thấy còn rất nhiều vị ngoài kia đã từng hỏi tôi này kia về cái chuyện đó, đúng không? Vì có lẽ tôi thấy thì nhiều số quý vị vẫn rất là còn kiểu là bối rối về cái chuyện đó, đúng không? Thì nếu mà quý vị tin vào cái Chúa từ trong sách Kinh Thánh của chúng ta, ngày tôi vẫn là tôi, anh Bhimagiri, thì có nghĩa là chúng ta theo cùng một cái đạo lý, đúng không? Cái đạo lý đó là của Chúa Cha, đúng không? Và nó đã được thực hiện qua con trai của Ngài, đúng không? Thì theo quý vị biết rằng là trong sách Tân Ước đó, biết không? Mà thôi thì chúng ta sẽ bắt đầu với vài lời cầu nguyện trước đó, biết không? Để mà quý vị có thể nhớ lại, đúng không? Thì trước hết tôi xin bắt đầu với cái đoạn đầu tiên là trong quyển sách OC chương 4 đoạn 6 nha. Chương 4 đoạn 6 nha. Dân tộc của tôi bị tiêu diệt, hoặc là đã bị tiêu diệt, đúng không? Hoặc là giết hại vì thiếu kiến thức, đúng không? Hoặc là vô ý thức đó. Bởi vì họ đã từ chối kiến thức của Ngài đó, đúng không? Tôi cũng sẽ từ chối họ. Họ sẽ không là những vị thực hiện thánh lễ gì đối với tôi. Thì thấy họ đã quên đi những cái luật lệ của Chúa Cha, tôi cũng sẽ quên đi những con cái của họ. Đó chứ. Quý vị cứ thấy những con cái của quý vị bây giờ không? Đã trở thành đĩ đi mất dạy bố láo bố đạo hoặc cực kỳ vô cùng là tội lỗi. Và bọn họ đã đi theo cái cách sống của bọn ngoại tộc kia và đã hạ xuống cái đạo lý của mình. Bây giờ đã không biết mình là ai và không có nhận ra cái danh tính thực sự của mình là gì, hiểu không? Thì những cái bọn ngoại tộc kia kỳ thị hay là khinh thường hay là này kia thì cũng không có trách họ, biết không? Thì họ nói vậy thì cũng một phần cũng không có sai gì, hiểu không? Tại vì quý vị đã bỏ ra Chúa Cha của chúng ta và từ chối những cái kiến thức của Ngài, cho nên thì nó mới bị như vậy, hiểu không?
Trước khi mà quý vị trách bọn họ thì quý vị phải coi lại cái bản thân của mình. Phải hiểu mình là ai và cái danh tính của mình là gì, hiểu không? Với lại cái mục đích của mình là gì, hiểu không? Chứ không phải là phản ứng ngay lập tức với những cái lời nói của họ. Thay vì như vậy á, thì hãy suy nghĩ lại những gì họ nói, hãy nhận xét lại họ nói cái này có hợp lý hay không, hiểu không? Phải ghi nhớ từ cái khía cạnh mà bọn họ đang nói, đã nói là cái khía cạnh không có bị nguyền rủa như quý vị, đúng không? Còn nhiều số quý vị đã bị nguyền rủa vì những cái tội lỗi của tổ tiên chúng ta ngày xưa, hiểu chưa? Nên đừng cứ quên cái điều đó, hiểu không? Mà thôi, thì chúng ta xin tiếp tục. Trong quyển sách Matthew này, chương 5, đoạn 17 này. Đừng suy nghĩ là tôi đã đến để tiêu diệt hoặc là hủy hoại các luật lệ hoặc các vị tiên tri. Tôi đến không để tiêu diệt hoặc là hủy hoại hoặc là chống đối, nhưng để thực hiện hoặc là tuân theo, làm theo đó. Nó, hiểu không? Đó là gì? Luật lệ và các cái lệnh của Ngài, hiểu không? Như nó đã được ghi trong sách Kinh Thánh của chúng ta, cả Tân Ước và Cựu Ước, đúng không? Tiếp theo, Giang 8 chương 32. Và quý vị nhất định biết cái sự thật, và cái sự thật nhất định làm quý vị tự do. Tự do từ cái gì? Từ những cái sự đau khổ của quý vị, hoặc là cái nô lệ của tội lỗi, như là nghèo nàn, bệnh tật, chết chóc, nô lệ, đàn áp, thảo lao, ngu ngốc, bệnh hoạn, điên khùng, xấu xa, độc ác, tàn nhẫn và ma quỷ này kia, hiểu không? Những cái hành động hết sức không có ý nghĩa, biết không? Và những cái suy nghĩ rất là sai, rất là vô đạo, hiểu không? Đó. Như vậy mà không rõ nữa thì làm sao mà rõ nữa hả quý vị? Vì như vậy thì nó hết sức là rõ ràng lắm rồi. À thôi thì chúng ta xin bắt đầu. trước tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái tên của Chúa Cha, phải không? Thì tôi cũng đã nói rồi về cái điều này trong quá khứ. Nhưng mà tôi phải nhắc lại cho quý vị, vì lỡ như quý vị quên thì sao, đúng không? Thì tôi xin bắt đầu lại nguyên cái câu chuyện, hiểu không? Hoặc là tôi cố gắng tóm tắt lại mọi thứ trong cái video ngày hôm nay, hiểu không? Thì chủ yếu là mục đích của cái Kinh Thánh là gì, hoặc là cái sự thông báo của vua Christ chúng ta ngày xưa, hiểu không? Cho đến nay, đúng không? Thì cái mục đích chính của nó là gì, và nguyên câu chuyện của nó là gì, và mục đích của cái quyển sách Kinh Thánh của chúng ta để làm gì, đúng không? Thì ý là cái điều mà tôi muốn làm rõ cho quý vị hiểu, đúng không? Thì tôi sẽ cố gắng hết sức mình để phân tích và giải thích nó trong một cái ngôn ngữ rất là dễ hiểu cho quý vị, đúng không? Thì đó là cái ý của tôi ở đây, đúng không? Cho nên nếu mà tôi có sai sót gì thì xin thông cảm trước, đúng không? Mà nếu mà quý vị cảm thấy bị này kia, hay là nó đụng tim quý vị á, thì đừng có trách ai, quý vị nên trách bản thân mình, biết không? Vì những gì tôi đọc ra mà nó làm cho quý vị khó chịu á, trong trái tim của mình á, hoặc là nó sẽ làm cho quý vị suy nghĩ á, thì cái đó là do Chúa Cha của chúng ta làm cái điều đó đó, qua cái vị thánh thần của Ngài đó, biết chưa? Qua cái thánh thần hoàn hảo của Ngài đó, nghĩa là cái thánh thần đang cho quý vị biết á, là quý vị đang sống trong cuộc sống tội lỗi đó, nghĩa là quý vị đang trong trong cái sự tội lỗi đó, đúng không? Là quý vị đang đang có rất là nhiều tội lỗi đó, đúng không? Cho nên nó nhắc nhở quý vị rằng là quý vị phải ăn năn hối lỗi và bỏ cái cách sống tội lỗi đó, biết không? Và đó là cái mục đích của cái thánh thần, đúng không? Vì nó là cái linh hồn, một cái linh hồn rất là hoàn hảo, tốt đẹp, ngay thẳng,
và vân vân nhé. Nói chung là tất cả những cái điều tốt đẹp nhất, đúng. Và đó là lý do tại sao nó bị như vậy, hiểu chưa? Cho nên tuyệt đối đừng cứ quên về cái điều đó khi mà cái điều gì đó nó khiến quý vị khó chịu, biết không? Và thôi thì tôi xin đọc trong cái quyển sách Suốt Egypto Ký chương 3 đoạn 14 nha. Thì tôi xin bắt đầu từ 13 đến 15. Thì chủ yếu là nó là cái đoạn 14 nhé. Thì tôi đọc từ 13 đến 15 để mà quý vị hiểu nguyên cái ý của nó, biết không? Thì trước tiên tôi xin đọc á. Thì đây là về cái tên của Chúa Cha nha. Cái tên của Chúa Cha mà tôi hay thường nói là Ngài tôi vẫn là tôi, hoặc là anh biến mà cái đi, đúng không? Thì dịch trong tiếng con trao hề là bia. Ngài tôi vẫn là tôi thì nó có nghĩa là anh bia mơ cái thi. Chỉ vừa tại. Phải bỏ sợ. Và thôi thì tôi xin đọc đoạn 13 nha. Từ trong sách Suốt Ai Cập Thư Ký nha. Từ chương 3. Từ 13 đến 15. Và Mô-xê đã nói với Chúa Cha: Hãy đợi khi tôi đến tới những con cái của Do Thái và nhất định nói với bọn họ: Cái Chúa của những vị cha của quý vị đã cử tôi đến quý vị. Và họ nhất định nói với tôi: Cái tên của ông ta là gì? Mà tôi nhất định nói với bọn họ như thế nào? Và đây là cái lời tâm sự giữa ông Mô-xê và Chúa Cha nha, đúng không? Rồi trong cái đoạn 10, 14 á. Và Chúa Cha đã nói với ông Mô-xê: Thì trong tiếng Anh á, I am that I am, nghĩa là anh bị hở mơ cái đi, hoặc là anh bị hở mơ. Thì trong tiếng Việt là tôi vẫn là tôi. Và ông ta hoặc là ngài đã nói: Theo cách đó, quý vị nhất định nói với những con cái của Do Thái: Tôi là, nghĩa là tôi vẫn là tôi đó, biết không? Đã cử tôi tới đến quý vị, nghĩa là đã cử tới ông Mô-xê đến quý vị, hiểu không? Đến con cái của Do Thái đó, biết không? Mà đã bị thất lạc đó, biết không? Ở khắp mọi nơi đó, biết không? Đó, cái tên của Chúa Cha đó. Hãy nhìn lại đi. Thì tôi cũng hiểu rằng cái sách mà bọn họ phiên dịch đó nó khó hiểu lắm, biết không? Vì đó là mục đích của bọn họ là như vậy, biết không? Để mà cố tình làm cho quý vị bị rối đó, biết không? Tuy nhiên thì nếu mà quý vị sống ở ngoài đất nước Việt Nam á, quý vị có thể xác nhận được những gì tôi nói ra. Từ nước Hàn Quốc hay là bất cứ đất nước nào, Thái Lan hay là Indo, Mã Lai này kia vân vân ấy, quý vị có thể xác nhận được những gì tôi nói là chính xác đó, biểu chỉ có lẽ là phía cảnh của quý vị ấy, thì nó khác, là vì họ cố tình họ đàn áp cái điều đó, hiểu không? Tôi cũng mới nhận ra cái điều này thôi, tôi cũng không có ngờ, biết không? Vì thực chất thì chúng ta sống trong cái đất nước tự do mà. Từ xưa chúng ta đã luôn luôn là tự do về tín ngưỡng mà. Về tôn giáo mà. Vậy thì tại sao bọn họ lại đàn áp cái này? Vì có thấy nó vô lý không? À thôi, thì chúng ta xin tiếp tục với cái đoạn 15 này. Trong cái quyển sách Xuất Ai Cập nha, chương 3 đoạn 15. Thì sau khi Ngài giới thiệu không? Bây giờ tôi xin đọc đoạn 15 này. Và Chúa Cha đã nói thêm nữa với ông Mô-xê này: Theo như vậy, nhất định quý vị nói với những con cái của Do Thái này: Cái Chúa của những vị cha của quý vị, cái Chúa của ông Abraham này, cái Chúa của ông Isaac này, và cái Chúa của ông Jacob này, đã cử tôi đến quý vị này. Đây là cái danh và cái tên của tôi mãi mãi.
Và đây là cái sự tưởng hoặc kỷ niệm đến tất cả các những thế hệ. Hiểu chưa? Và đây là cái tên của Chúa Cha. Mãi mãi. Hiểu không? Mãi mãi. Mãi mãi. Hiểu không? Cho nên tuyệt đối đừng có để bất cứ những cái bọn đạo đức giả dối ở ngoài kia lừa quý vị biết không? Rồi tiếp theo nữa trong cái quyển sách Hebrew đó biết không? Hebrew chương 13 đoạn 8. Để xíu nha, để tôi lấy Hebrew chương 13 đoạn 8 này. Thì cũng liên quan về cái danh hoặc cái tên của Chúa Cha biết không? Thì cái điều này khi mà tôi đọc cái phần này á, quý vị sẽ nhận ra một cái điều rất là kỳ lạ, thì tự quý vị tự hiểu nhé. Thì vừa rồi thì tôi đọc trong sách, quý vị nói là Cựu Ước đúng không? Bây giờ đây là trong sách là Tân Ước đúng không? Hebrew nha, chương 13 nha, đoạn số 8 nha. Vua Chris này, gọi là tiếng Hebrew là Yashiah Christ, hiểu không? Thì cái sự giống nhau như ngày hôm nay, như ngày hôm qua, xin lỗi nha, xin lỗi, để tôi xin phép đọc lại một lần nữa. Vua Chris, phải không? Thì cái sự giống nhau như ngày hôm qua và ngày hôm nay và mãi mãi, nếu như là và mãi mãi là như vậy, thì quý vị so sánh cái đoạn này với cái sách vừa rồi tôi đọc đó, từ suốt Ai Cập đúng không, quý vị có thấy nó giống nhau không? Nhưng không, như là anh Bihamagadi, ngày tôi vẫn là tôi, có nghĩa là hôm qua, hôm nay, ngày mai và mai mai sẽ là như vậy, vẫn là như vậy. Thì trong này nó cũng nói như vậy. Thế nên là vua Chris của chúng ta phải không? Thì giống nhau. Hôm qua cũng như vậy, hôm nay cũng như vậy và ngày, và mãi mãi sẽ là như vậy. Hiểu chưa? Có nghĩa là sao? Vua Chris là Chúa của chúng ta đó biết không? Trong cái hình thức của đàn ông đó biết không? Cũng đã sinh ra từ cái lồn của phụ nữ đó biết không? Giống như tôi và quý vị đó biết không? Bằng thân sắc máu thịt đó biết không? Và những ai mà nói mà không không có giống như không phải như vậy á, là đó là những cái lũ bọn ma quỷ đó biết không? Chứ không phải là nó đến từ 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 từ, từ Chúa của chúng ta đâu, hay là từ trong sách Kinh Thánh của chúng ta đâu. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Rồi tiếp theo cái Giang 1 nha. Giang 1. First John, Giang 1. Giang 1, chương 5, đoạn 20. Thì nó nói thế này. Và chúng ta biết là cái con trai của Chúa Cha, không, con trai của Chúa Cha là vua Chris của chúng ta đó, được đến và đã cho chúng ta cái sự hiểu biết, đúng không? Mà để chúng ta có thể biết ông ta là vua Chris của chúng ta, đúng không, là có thật, đúng không? Và chúng ta là trong ông ta và là trong ngài, đúng không, là có thật, đúng không? Ngay cả trong cái con trai của ngài là vua Chris. Đây là cái Chúa thật sự và chính thức và cuộc sống mãi mãi, đúng không? Đó. Và đó là liên quan về cái chuyện là tên của Chúa Cha, đúng không? Và cái danh tính của Ngài, đúng không? Nói một cách khác là cái danh tính của Ngài, đúng không? Đó.
Thì có ai mà thắc mắc về cái điều đó thì bây giờ nó đã được làm rõ cho quý vị rồi, đúng không? Rồi tiếp theo trong cái phần này á, thì hoặc là trong cái điều này á, thì tôi sẽ nói về đạo lý, đúng không? Thì là đạo lý là gì? Thì đạo lý của chúng ta là gì trong sách Kinh Thánh, đúng không? Thì từ đây trở đi tôi sẽ nói về cái vấn đề đó, đúng không? Để mà cho tất cả quý vị có thể hiểu được. Thì tôi hy vọng là như vậy, đúng không? Vì chỉ bởi vì tôi hiểu được, nhưng mà đâu có nghĩa là quý vị có thể hiểu được. Thì nếu mà tôi không làm cho quý vị hiểu thì làm sao mà quý vị có thể hiểu được, đúng không? Nếu mà tôi cứ bịt miệng hay là im đi thì ai có thể giúp quý vị hiểu được? Chẳng lẽ tự nhiên mọi chuyện nó tự động như vậy à? Hả? Nếu mà quý vị ở không thì lấy gì mà ăn, đúng không? Thì quý vị phải làm việc thì mới có ăn. Làm việc với nô lệ không có giống nhau nha. Đi làm mới có ăn, nhưng đâu có nghĩa là đi làm nô lệ, hiểu chưa? Phải biết phân biệt cái điều đó, hiểu không? Nhiều số quý vị đi làm để không phải là để có ăn, mà quý vị là đi làm để làm nô lệ. Cái đó là cái sự khác biệt, hiểu không? Giữa tôi và quý vị, hiểu không? Cho nên công việc của quý vị nó vô nghĩa so với công việc của tôi làm, nó có ý nghĩa. Vì sao? Vì nó đến từ trong sách Kinh Thánh của chúng ta, hiểu không? Mà thôi thì về cái đạo lý á, thì tôi xin đọc từ trong sách Sáng Thế Ký này. Sáng Thế Ký chương 1 đoạn 26 nha. Đoạn 26 này. Và Chúa Cha hoặc là Ngài tôi vẫn là tôi, anh Bihemagedi đã nói: chúng ta hãy tạo ra đàn ông trong cái hình ảnh của chúng ta, giống như chúng ta, như là ví dụ là bản chất, đặc điểm, tính cách và cái nét đẹp, đúng không? Là cái hình ảnh của Chúa Cha đó, biết không? Và hãy để bọn họ có cái sự cai trị trên các con cá của nước biển, đúng không? Và trên các con chim của không gian, hoặc là trên cao hoặc trên trời, đúng không? Và trên cái đàn vật nuôi như là trăn, bò, trâu, vân vân, đúng không? Và trên tất cả cái thế giới hoặc là thế gian này, và trên mọi thứ mà bò lên trong cái thế giới này. Thì sao? Thì có nghĩa là Chúa Cha của chúng ta đã tạo ra chúng ta theo cái hình ảnh của Ngài để mà chúng ta có thể cai trị cái thế giới này, hiểu không? Để chúng ta có thể cai trị tất cả mọi thứ mà bò, mà bay, mà bơi, nói chung là tất cả những thứ gì ở trong cái thế giới này, hoặc là trên trần gian này, hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu cái ý nghĩa và cái mục đích của mình chưa? Chính thức chưa? Vì tôi thấy nhiều số quý vị đã trở thành vô lý lắm rồi đó, biết không? Vô ý nghĩa lắm rồi đó, biết không? Vô ơn, vô nghĩa, vô đạo đức và vô học thức. Cực kỳ vô cùng là tội lỗi. Mà thôi thì tiếp theo chúng ta tiếp tục với trong cái quyển sách danh ngôn của ông Solomon này. Thì tất nhiên là quý vị không có cái phần này thì lỗi tại ai? Cái nhà thờ Công giáo và cái bọn ngoại tộc kia, chính phủ Việt Nam đã làm cái điều đó với quý vị. Chính xác hơn đó là cái bọn Bắc Kỳ, biết không? Vì họ là những vị đang cai trị đất nước, hiểu không? Thì ngoài bọn họ ra ai chịu trách nhiệm? Bọn họ chưa ai.
Danh ngôn nha, ông Solomon là chương 2 từ 23 đến 24 nha. Thì tôi xin đọc danh ngôn của ông Solomon chương 2 đoạn 23. Vì Chúa Cha đã tạo ra đàn ông, dân tộc Do Thái đúng không? Chính xác hơn là bất tử, nghĩa là không có chết đó. Và ông ta là cái gương mẫu hoặc là cái hình ảnh riêng đó không? Của riêng cho Ngài mãi mãi. Cho nên các quý vị đừng có sợ chết, hiểu không? Đó chứ. Tôi xin đọc lại một lần nữa. Vì Chúa Cha đã tạo ra đàn ông, dân tộc Do Thái chúng ta đó không? Chính xác hơn là bất tử, là sẽ không có chết đâu biết không? Và ông ta là cái gương mẫu hoặc là cái hình ảnh riêng của riêng cho Ngài mãi mãi, cho Chúa Cha mãi mãi đó biết. Hiểu chưa? Quý vị cứ hiểu cái trách nhiệm của mình chứ, cái mục đích của mình chứ. Nó đẹp, nó tốt, nó ngay thẳng, nó hoàn hảo, hiểu không? Cho cái thế giới này. Rồi tiếp theo cái đoạn 24 này. Tuy nhiên thì qua cái sự ghen tị với ông ma quỷ thì nó đã đem đến cái sự chết chóc trong cái thế giới này, và họ mà ở bên Chúa Cha thì sẽ tìm được nó, và họ mà bên Chúa Cha thì tìm được nó, hiểu không? Thì những ai mà sống theo cách sống của Chúa Cha, làm theo những cái luật lệ và các lệnh của Ngài, hiểu không? Giữ hết những cái tiêu chuẩn của Ngài thì quý vị sẽ có sự sống mãi mãi, hiểu không? Và Ngài sẽ ở cùng quý vị bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, bất cứ chỗ nào, hiểu không? Bất cứ mọi hoàn cảnh nào, biết cho dù nó tồi tệ đi cỡ nào chăng nữa, Ngài vẫn sẽ luôn luôn ở cùng quý vị, hiểu chưa? Cho nên làm ơn đừng có để những cái bọn đạo đức giả dối ở ngoài kia cứ tiếp tục lừa quý vị, hiểu không? Và đó là lý do tại sao nhiều những cái bọn ngoại tộc kia, đặc biệt á, thì nói chung là những cái bọn đạo đức giả dối á, họ không có giảng dạy cho quý vị từ trong sách Kinh Thánh. Bọn bọn họ thường tránh né hoặc là không có kết nối những lời họ nói từ trong sách Kinh Thánh của mình. Là vì sao? Là vì họ muốn có thể nói bằng cái ý riêng của họ, bằng cái ý kiến riêng của họ, thay vì những cái lời nói của Chúa Cha, hiểu không? Quý vị có thấy không? Thì đó là lý do tại sao những cái bọn ngoài kia, thì quý vị nói là đạo này đạo nọ đạo kia đúng không? Thì bọn họ hay thích nói bằng cái miệng lắm, nghĩa là nói mà không có kết nối lại những cái lời nói của mình từ trong sách Kinh Thánh, đúng không? Nghĩa là không có tài trợ hoặc là trao cái bằng chứng cho quý vị, biết không? Để mà quý vị có thể tự đọc được, để có thể quý vị có thể tự tìm hiểu được, biết không? Thì lý do bọn họ làm như vậy á, để mà bọn họ muốn tiếp tục điều khiển hoặc quản lý cái tâm và cái lý của quý vị, hiểu sao? Hiểu tâm lý không? Nghĩa là họ muốn thay đổi cái suy nghĩ của quý vị. Khi mà họ thay thay đổi cái suy nghĩ của quý vị thì cái tim của quý vị cũng sẽ bị thay đổi. Khi nó bị thay đổi thì sao? Khả năng là nó phạm tội. Khi nó phạm tội thì sao? Thì nó sẽ hại cuộc đời của quý vị và cũng như những cuộc đời của những vị ở ngoài kia, hiểu không? Giờ rõ chưa quý vị? Giờ đã hiểu vì sao những cái bọn nó thích làm như vậy không? Đó là lý do tại sao họ ghét nhất mà những vị mà có cái sự thắc mắc hoặc là chỉ trích họ, đúng không? Nêu ra những cái điều sai sót của bọn họ đó, biết không? Rồi họ tự ái, rồi rồi sau đó họ họ dùng cái lực lượng của quân đội hay là cảnh sát hay là này kia chính phủ để mà đàn áp quý vị đó, hiểu không? Thay vì nếu vị nào đó nêu một cái điều gì đó thì thì để tôi suy nghĩ lại, cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi, vì đã nói như vậy, vì còn không thì tôi cũng không biết. Đó mới là chính thức những vị mà thực sự dẫn dẫn dạy đạo lý chính thức, biết không? Thì họ sẽ đón nhận cái
cái ý mà những ai mà chỉ trích họ biết không? Thì lỡ biết đâu họ họ có cái sự sai sót một cái điều gì đó, hiểu không? Đó. Rồi như cái thời gian nó đi nhanh quá, chắc là tôi phải làm lại trong cái phần máy không? Rồi sau đó chúng ta sẽ đọc lại cái phần đó không? Để mà nó dễ hiểu không? Trong cái video sau không? Và tôi xin lỗi vì vì cái thời gian nó trôi nhanh quá. Vậy nha, tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong cái phần sau. À, về cái chủ đề là mục đích của Kinh Thánh chúng ta không? Vì cái lý do về cái sự tồn tại của nó, đúng không? Hoặc là tại sao Chúa Cha đã trao nó cho chúng ta, biết không? Thì thực ra nó là cái hiến pháp của chúng ta, nhưng mà chúng ta nói trong cái ngôn ngữ thời đại bây giờ thì nó là cái hiến pháp của chúng ta. Thì trong cái hiến pháp thì nó có những cái điều, trong những cái điều thì nó có những cái điểm, trong những cái điểm thì nó có những cái quy tắc, vân vân, đúng không? Chỉ là như vậy thôi, nên đừng có phức tạp. Tại những cái bọn kia họ muốn quý vị bị rối thôi, nên họ cố tình họ 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 lừa cái tâm lý của quý vị, biết không? Để mà họ cảm thấy rằng là họ có quyền hơn quý vị, vì họ biết nhiều hơn quý vị, hay là này kia, biết không? Nếu mà một vị thực sự muốn tốt cho quý vị á, giảng dạy cái đạo lý chính thức á, họ không có làm như vậy. Họ sẽ nói ra cái sự thật cho quý vị hiểu, để rồi quý vị có thể thoát khỏi những cái sự đau khổ của mình, những cái điều cản trở và cái sự trở ngại trong cuộc đời, hiểu không? Thì đó mới là cái mục đích của cái đạo lý thật sự, thì nó phải giúp quý vị giải thoát khỏi cái sự đau khổ của mình, hoặc là cái nô lệ của tội lỗi, biết không? Cái sự nô lệ của tội lỗi, chứ không phải là đàn áp quý vị, chứ không phải là làm khổ cho quý vị. Cái đạo gì vậy? Cái đạo ma quỷ à? Mấy làm những cái điều đó. Còn cái đạo chính thức, tốt đẹp, ngay thẳng, hoàn hảo thì làm sao mà nó làm cái điều đó với quý vị? Hiểu không? Thì như Chúa Cha cũng của chúng ta đã nói, cái gì ngay thẳng thì nó sẽ ngay thẳng, cái gì nó xấu thì nó sẽ xấu, cái gì nó đẹp thì nó sẽ đẹp, hiểu chưa? Cho nên nhiều số quý vị hãy nhìn lại đi, hãy xem xét lại đi, hãy coi lại những gì mà tôi đã nói đi, để coi lại những gì mà quý vị giảng dạy cho cộng đoàn của quý vị, cho cái nhà thờ của quý vị, cho cái dân tộc của quý vị, hay là này kia, thì hãy coi lại đi. Quý vị có thực sự giúp họ không? Giải thoát cái sự đau khổ hay không, biết không? Hay là quý vị đã cộng thêm cái sự đau khổ cho họ, hiểu không? Cho nên quý vị hãy nhìn 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 xét lại cái điều đó đi. Vì chúng ta đều cũng có mục đích, đúng không? Để giúp đỡ những vị ngoài kia thoát khỏi cái sự đau khổ của mình, đúng không? Thì ai cũng có cái sự đau khổ mà, biết không? Và đặc biệt là những vị con cái của Chúa Cha, là con cái của Do Thái, biết không? Họ chỉ là bị lạc lối, bị bối rối, bị đủ thứ chuyện, không biết mình là ai, mất đi cái danh tính của mình, quốc gia của mình, bản thân của mình. Thì cũng vì cái sự gian dối, nói dối và lừa đảo của những vị bọn ngoại tộc kia đó, biết không? Đã đàn áp cái sự thật, đã giấu đi cái sự thật từ 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 bọn họ đó, biết không? Thì tuy nhiên thì tôi cũng không chắc là hoàn toàn là lỗi của bọn ngoại tộc, thì cũng một phần là do những vị tổ tiên của chúng tôi đã phạm tội với Chúa Cha của chúng tôi, biết không? Là chống đối lại Chúa Cha của chúng tôi, biết không? Và cho nên chúng tôi mới bị như vậy, như là ngày hôm nay, cái sự nguyền rủa đó, biết không? Cho nên những vị ngoại tộc kia hãy nhìn rõ đi cái tình hình của những vị sắc tộc chúng tôi đi, ở khắp mọi nơi đi, nhìn rõ đi. Quý vị có hiểu vì sao những cái chuyện đó xảy ra không? Là vì cái sự nguyền rủa của chúng tôi đó, đúng không? Vì cái tội lỗi của tổ tiên đó, biết không? Cho nên tôi khuyên rằng là
Quý vị đừng có làm cái sai lầm đó, biết không? Đừng có phạm tội đó, biết không? Vì còn không thì quý vị sẽ bị nguyền rủa. Những con tồi tệ hơn chúng tôi nó, biết không? Còn riêng chúng tôi thì chúng tôi sẽ hết đi về sau, nhưng mà còn cái bọn ngoại tộc các vị sẽ không bao giờ thoát được nó đâu. Cho nên làm ơn đừng có phạm tội, vì nó sẽ không có tốt cho quý vị đâu, hiểu không? Cho các vị đâu, cho những con cái của các vị sau này, vân vân, hiểu không? Làm ơn đi, việc các vị thực tế lại, thật thà lại với nhau, vậy nhé.